Xin chào anh chị nhé. Trước mặt anh chị là mỗi khu phân lô bán nền rồi bán sao của mỗi công ty bất động sản ở dưới Bình Dương. Người ta lên đây người ta mua cái vườn cao su này này. Người ta móc gốc rồi người ta lu đường. Cái phần ngoài kia là người ta lu hết đường rồi này. Người ta lu hết su vào trong kia luôn kìa. Đó, phần bên đó thì người ta bán hết rồi. Còn phần bên này thì qua năm nay thì người ta cũng triển khai người ta bán cho người dân, bán cho người dân luôn. Thì cái ngón tay tôi đang chỉ đây nhá, đó bên đó có một cái nhà máy chăn nuôi, rồi có một con đường nhựa liên xã, đường nhựa liên xã chị ha. Cái con đường nhựa liên xã đó nó thông thẳng ra ngoài chợ Tân Phước, rồi DT753, Ủy ban Nhân dân Tân Phước, rồi đi vào ngã ba Thạch Màn, rồi đi vào được cầu Mã Đà. Là cái con đường nhựa nó thông ra DT753 anh chị nhá. Rồi quay lại đây, theo con đường nhựa đó đi ra đây là Ủy ban Nhân dân xã Tân Hưng, rồi về được DT741, về được trung tâm hành chính huyện Đồng Phú, về được khu nghiệp Bắc Đồng Phú B, Bắc Đồng Phú A, rồi đi Nam Đồng Phú, đi Bình Dương, đi Thành phố Hồ Chí Minh anh chị nhá. Anh chị nhìn thấy cái ô tô kia không ạ? Đó, ô tô đang chạy nhá. Đó là con đường nhựa đó. Đó là đường nhựa anh chị ha. Thì từ cái vị trí tôi đang đứng về thành phố Đồng Xoài rơi vào khoảng 6 cây số, về trung tâm hành chính huyện Đồng Phú TT741 á, thì nó rơi vào khoảng chừng 7 cây, 8 cây khoảng khoảng đó. Rồi về được từ đây về khu kia công nghiệp BKMX Đồng Phú cũng gần nhá. Đi theo hướng này, theo hướng này cho bên Ủy ban Tân Hưng là hướng này này, là nó có cái đường nhựa đi thẳng, đường nhựa liên huyện á, đi thông thẳng vào khu công nghiệp BKMX Đồng Phú. Thì từ cái vị trí mình đang đứng vào khu nghiệp BKMX Đồng Phú khoảng 5 cây đây, 5 cây và tạo lực cũng khoảng 5 cây thôi. Nó rất là gần anh chị ha. Và từ đây ra DT753 thì khoảng 2 cây số, 2 cây số. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất nằm sát cái khu mà người ta chuẩn bị phân lô bán nền, phân lô bán nền đây anh chị ha. Tới đây người ta sẽ ủi con đường ngay chỗ này này. Ngay chỗ này này, đây ngón tay tôi chỉ đây. Tới đây là cái công ty phân lô bán nền này, nó xin con đường, nó ủi con đường dọc từ cái ngón tay này này, từ cái vườn cao su đó đó, nó ủi dọc sang bên này, dọc sang bên kia, sang vườn cao su dài bên kia. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất nằm sát cái khu này, sát khu này là cái vườn cao su non này đây anh chị ha, cao su non này đây. Cao su non này thì một mặt nó giáp với cái ông phân lô bán nền này, còn mặt ngoài kia thì ông chủ ông mua 10 mét để đi ra đường liên xã ngoài đó, rồi ra đường nhựa ngoài kia. Đó, anh chị ha, thì cái diện tích này là hai mẫu mấy anh thế ơi, diện tích này là hai mẫu bảy anh chị ha, 2 mẫu 7. Giá người ta bán là tôi cũng nói giá bán luôn, giá bán là 2,6 tỷ trên 1 hecta, 2 mẫu 7 nhá, giá bán là 2,6 tỷ trên 1 mẫu, 2,6 tỷ trên 1 mẫu anh chị nhá. Cái ông phân lô bán nền này, ông trả 2,2 tỷ không bán, 2,2 tỷ không bán anh chị nhá. Người ta bán 2,6 tỷ nhá. Tuy nhiên có thương lượng nhưng mà không thương lượng đến tới giá 2,2 tỷ như cái ông phân nền ông trả đâu anh chị nhá. Đấy, toàn bộ khu vực này, toàn bộ khu vực này anh chị nhá. Toàn bộ khu vực này anh chị thấy không ạ? Đấy, thì từ đây băng sang cái vườn cao su dài bên kia, rồi băng xuống cái góc bên kia, sang bên cái vườn điều bên kia, đó là hết cái của miếng này. Đất nhà này là vuông vức nhá, vuông vức nhá. Bên này thì người ta mua 10 mét đường vào từ đường nhựa vào đây. Rồi, còn bên này thì là tiếp giáp với cái thằng phân lô bán nền đây. Phân lô bán nền đây, hôm nay người ta móc gốc này. Tới đây người ta làm mặt bằng, người ta lưu đường ấy. Đó, là giáp đây. Thì cái vị trí tôi đang đứng là của 2 mẫu 7. 2 mẫu 7 nhé. Thì từ đây ra cái đường nhựa liên xã đó thì đấy, anh chị nhìn thấy không? Khoảng chừng 400 mét. Còn nếu mà đi theo cái ngón tay mà đi đường kim bay này chắc 150 mét. Đó. Ra Ủy ban Tân Hưng khoảng 2 cây số. Ra DT753 cũng khoảng 2 cây số anh chị nhá, nghĩa là cách ủy ban trường học chợ thì khoảng đâu đó 2 cây thôi. Về thành phố Đồng Xoài khoảng 5-6 cây. Về trung tâm hành chính huyện Đồng Phú, siêu thị Copmart Đồng Phú đấy khoảng 7-8 cây. Về các tuyến số 3 số 4 thì cũng khoảng chừng 5-6 cây thôi, rất gần, rất là gần, rất là gần. Còn ngược lại thì vào khu nghiệp BKMX Đồng Phú mới đường tạo lực thì khoảng 5-6 cây thôi. Nó gần lắm anh chị nhá. Đây thì nó nằm ngay sau Ủy ban Tân Hưng rồi. Ngay sau Ủy ban Tân Hưng anh chị nhé. Một lần nữa tôi nhắc lại nhé. Đất của anh chị đang xem đây thuộc ấp Suối Gia, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Diện tích là 2 mẫu 7, giá bán là 2,6 tỷ trên 1 hecta. 2,6 tỷ trên 1 hecta, toàn bộ trồng cao su non nhé. Một mặt nó giáp với khu phân lô bán nền, một mặt là giáp với cái vườn điều kia,
nhưng mà ông chủ ông mua 10 mét đường vào, nghĩa đất mình có đường vào anh chị nhá. Còn ra ngoài kia là đường nhựa, đường nhựa. Thì bây giờ tôi chạy xe ra ngoài đó cho anh chị xem anh chị ha. Anh chị chờ tôi chút nhé. Bắt đầu chạy từ cái đuôi đất này ra ngoài đó nha, vườn cao su non này nhá, 2 mẫu 7 nhá. Bây giờ tôi chạy xe nhá. Đó, bắt đầu từ đây nhá. Cái đường tôi đang đi đây là đường này, nó là một con đường mòn từ xưa đến giờ rồi. Đó, mòn từ xưa đến giờ rồi. Đây này, cái mấy công ty phân nền, phân xào này, phân lô bán nền này, người ta có ủi đường, người ta trải đá vào đến đây này. Đó, anh chị theo ạ. Đó, tới đây là nó làm con đường như vậy đó. Tới đây nó làm một con đường chạy thẳng vào cái khu đó, chạy thẳng vào khu đó. Đấy là cái khu 2 mẫu 7 nhá, 2 mẫu 7 cao su non nhá. Đó, bây giờ mình cứ đi ra đây thôi. Đó, đây tôi quay lại này. Đó, anh chị theo ạ. Đó, còn khu ngoài này nó làm mặt bằng hết rồi. Đó. Đó. Đây, tôi bọc sang đường bên này nhá. Đó. Cái thằng phân nền, phân lô bán nền này nó trả 2 tỷ 2 một hecta ấy, nhưng mà ông chủ này ông không có bán. Ông bán 2 tỷ 6 một hecta cơ. Đó, vườn cao su non đấy chị ha. Đó, vườn cao su non đấy nhá. Đó, đến đó. Đây. Tôi xem ở đây có con đường nào ra nữa không. À, con đường này nó bọc ra đây ạ. Đó, cái vườn cao su non đó anh chị ha. Đó. Hết cái vườn cao su non này là đường lên xã đó anh chị nhá. Tuy nhiên thì cái vườn 2 mẫu 7 này thì nó lại vướng cái vườn điều, rồi nó mới ra đường lên xã, nó không tiếp giáp. Nhưng mà ông chủ ông có mua 10 mét đường vào. Đấy, còn một mặt thì nó giáp với cái này. Thì với tôi cũng có quay một vòng cho anh chị xem rồi đó. Thì một lần nữa tôi nhắc lại nhá. Đất của mình là thuộc ấp Suối Gia, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Có diện tích là 2 mẫu 7. Cái này của nó luôn hả? À, của nó là bao gồm cao su non, rồi bao gồm cao su này. Cái đường nó làm. Rồi. Rồi, thế là đến đây phải không? Đến đây. Cái số cạo rồi là của người ta. Còn chưa cạo là của nó. À, của nó ra tận đây hả? Rồi, nó ra tận đây nha anh chị nhá. Đây này. Nói đây. Cái con đường mà vừa tôi nói ra đó, đến khúc cua đó là tới đây nó trải vào để nó đấu nối với con đường này này. Đấu nối con đường này thì cái thằng chủ đầu tư nó đổ đến đây rồi, thì tới đây nó sẽ đổ từ đó ra đến đây luôn. Nghĩa là cái đất nhà ông này vuông vức thiệt chứ. Đó, từ bên kia sang đến đây. Bọc sang cái vườn cao su non này, 2 mẫu 7, 2 tỷ 6 một hect, 2 tỷ 6 một hect, ấp Suối Gia, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Thì mọi thông tin về cái miếng đất này, anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918-645-130 anh chị nhé. Ngoài ra anh chị có thể truy cập vào website công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn, tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhé. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông, đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi nhé. Xin cảm ơn.